Chào các bạn nhé. Đây mình sẽ bóc cái hộp thoát sàn. Ga thoát sàn. Cái này là trị giá là 70.000 đồng. Rằng ga thoát sàn này là chống hôi thối nhá, có nắp đậy luôn ở dưới. Đây là mình bóc, mình kiểm tra hàng xem có đầy đủ hay không. Nếu mà thiếu thì mình còn có cái để mình khiếu nại với bên Shopee. Đấy, cái này là của bên Trung Quốc sản xuất. Đây, toàn chữ Trung Quốc các bạn. Chữ bộ đọc hiểu thì đây bộ của nó đây. Đấy, đây thằng cu nhà mình nó đang xé ra nhá. Đấy, bộ của nó đây, gồm những cái này. Đấy, đây nó có cái chống thoát sàn này, à chống hôi thối nha. Ui, chữ này đấy. chữ đây, cầm mấy chữ bố đây. Cái này là đậy ở phần trên nhá, cái này cũng rất là chắc này các bạn này. Đấy, ui đây chữ này bố hiểu bố chữ đấy là chữ Trung Quốc. Trung Quốc đây, đây các bạn nhá, đây này. Đấy, bịt như này. Đấy, khi mà nước nó chảy nó sẽ như xuống như thế này các bạn nhé. Đấy. Cái này nhìn chảy hết nó lại bịt lên. Đây. Bố ơi, cái này nhìn hơi cũ ấy. Kệ nó. Này nhìn hơi đây cũ. Này. Đấy. Nước nhẹ xuống nó chảy nữa. Khi mà nước vào đây nặng nó sẽ chảy dồn, nó sẽ chảy xuống các bạn nhé. Đấy, nó có phải bịt cái này để chống gì đây? Chống gì cái ốc này? Đây, cái này nhìn hơi hơi cũ này, trong lõi này. Bố. Cái này là chất liệu, chắc là chất liệu sắt thôi. Đây, mình thử cái lâm châm xem nó là cái chất liệu gì. Nó quảng cáo là inox đấy. À, đây nha, đây cái lâm châm. Đấy, các bạn thử xem có dính không. Đấy, dính cái này nó là sắt rồi nhá các bạn nhá. Đấy, sắt mạ rồi nhá, chứ không phải inox. Đây có cái mặt này là inox này. Thử này đây. Ừ, đấy đây nhá, đây thử cái này xem không. Này không phải, cái này là không dính nhá, cái này nó inox này. Đấy. Đây có dính đâu, không dính này. Đấy. Cái này cũng dính nha. Dính. Đấy, cái mặt trên cũng dính này. Thử á, trong lõi không dính. Đâu? Đây, không à. Dính. Dính. Đây, ở đây này. Không, cái đấy ở cái đấy là cái inox, cái đấy khả năng inox. Cái đây, ở này. Giữa ấy, không dính. Đây cái này xem có dính cái không? Này. Không dính. Không dính các bạn nhá. Đấy, cái mặt này là được cái mặt inox này. Đấy, cộng với cái này là inox. Đây, đấy, hai như, cái mặt này. Như cái hộp này này. Còn cái này nó là sắt nhá, cái này là sắt này. Đây, hộp này đây. Không dính được. Đây, đây hộp này nó là sắt. Chỗ này không được. Chỗ này nào? Trên này inox. Mới được. Đấy. Đấy các bạn nhá. Đây. Rồi các bạn, nếu mà muốn mua thì mình để cái đường link ở phần dưới nha các bạn, vào mua nhá. Mình cũng chưa lắp cái này bao giờ đâu. Mình mua trên mạng mình thấy cái này nó ngăn được cái mùi thối, quảng cáo cũng rất là hay. Đây. Mùi hôi thối từ cống. Bốc phít đến nơi. Thôi chào các bạn nhá. Quảng cáo